đang chờ quý nhân. Tám giờ nơi rồi. Đang chờ quý nhân đây. Cái hôm trước bảo bao tiền quên từ với. Bảo 35 triệu. 35. Này vẫn thế đúng không? Cây chỉ với đúng không? Với vẫn xanh, sung trong đẹp. Trong kia đúng không? Cái sung với bao nhiêu tiền bác? Sung đẹp bác, sung với 6,5 triệu. 6,5 triệu. Để vào để xem. Đấy, đang đếm tiền ở đâu này? Ôi cây này là cây ngàn lì. Cái gì nước ấy nhỉ? Ở dưới nước cái gì? Ở dưới nước đỏ. Hay màu dưới nước đúng không? Ừ. Và nước. Gáo. Ăn gáo. Em đi mà đánh xe kiểu gì vào bây giờ? Mỗi vùng nói một tên thôi. Thế cái xe máy nó chở đến. Nhìn xa tưởng là si. Mà giờ đi ra mẹ nó quay lại chết. Cây này là bao nhiêu tiền đấy? Lấy triệu bạc ấy. Triệu bạc. Gọi là cây gì đấy ạ? Lộc đỏ. Lộc đỏ. Vùng cây của lá đỏ. Gần đỏ cái cây Trạng Nguyên. Còn cây này? Cây đấy 700. Vâng. Cây là Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai biết không? Cô Tuần chưa quay trở lại đây à? Vâng. Qua anh hỏi hôm qua. À đây. Qua đi. Vâng. Đầu tiên. À thế. Nay hơi ít cây. Xem chương trình của em nhiều lắm. Em ra. Vâng. Thôi ra tranh thủ ra sớm tí. Ui giời. Vẫn chưa. Vẫn còn ở đây. Đập mẹ chậu. Vẫn còn tối. Ra giờ vừa ra đào làm đổ cả. Đấy bây giờ ra rồi và xe chui ở kia xem cây là làm đổ cái chậu đấy chứ. Tôi chết xong mẹ rồi. Đâu? Hôm nay không phải ăn. Hiếu kìa. Mốc đất có chồng với anh chồng toàn chết. Mùa đâu? Cháy hiểu trong thành quả quả. Như đàn bà, như đàn bà. Ông gì cơ? Hải. Hải bột. À quên. Xem lại cái nào, chân dâu nào. Trên cái an. Quen nhỉ. Chúng dâu này đi đâu rồi? Lại ngồi uống nước rồi. À đây ra xem phê của ông Nhạn đi chứ này. Dành. Vừa ngay bếp. Ông nhà nó cứ đứng ở đâu. Thằng ấy nó bảo là em ở bên bộ đội, vợ giáo viên. À. Ngay xóm em. Quên mất tên nó rồi. À. Nhiều bộ đội lắm, không nhớ được. Đây, Sam Hương à. Sam Hương à. Nhà nó cây anh gành này cũng hay nhưng mà anh gành chơi bonsai. Tức ngại. Vào mùa rồi mà chợ chiếc chán quá nhỉ. Chưa. Tháng nữa thì cây mới đẹp. Không thấy cây nào mà nó lại sướng cái mắt nhiều cây. Tầm này vẫn ít cây quá. Chưa, chưa đẹp. Mà chẳng có cây mình thích gì cả, chán cả. Ta.
sao sao này là của ông Thức đấy, ông Thức cái này à, của ông Thức đấy. À, vâng. Đây là cái gì đấy nhỉ em nhỉ? Sam Hương. Sam Hương. À. Ông Thức ông gửi đây đây. Sam Hương. Ông cắt trong chưa mới cắt. À? Cắt chuỗi, chả biết cái gì. Nhìn cứ như mai chú Thủy đấy. Nhiều quá xấu, không bao tiền. Thảo biết ông bảo bao tiền. Ấy hỏi gọi ông nha, ông mà hỏi giá nộp vừng. Cái xanh xanh kia vùng 45 triệu. Cái phôi ấy, ở giữa kia cục cục. Cái lùn này là cái cao lùn nhưng mà cái phôi và để lên cái các câu kia kìa. À nó bị tí bên này đấy á. Đấy ở giữa nó hai cây cao đấy. Bỏ ngay chết giờ thôi. Tiền bây giờ bỏ hết. Hết tôi có mua. Chả hiểu sao. Thế mà cây bên này ông này bảo lại có mấy triệu. Chả hiểu sao. 45 triệu á. 45 triệu. Ừ. Không không. Mình cứ tưởng nghe nhầm hỏi đi hỏi lại. Ừ. Đi hôm qua chuyển giao công nghệ rồi. Cái vậy từ bên này thì ok. Nó không không nắn từ xưa, hiểu. Ngày xưa là cái này cắt xong không biết. Đấy. Nó phải làm từ đâu nó mới dẻo được. Giờ cứng rồi đâu. À. Đấy ra. Cái này chắc vừa chuyển giao công nghệ xong. Gọi gì? Vừa chuyển giao công nghệ từ ngàn sang này. Vừa nói luôn. Đạo này về thay trong máy tí thôi nhỉ? Ừ. Rồi. Được cái cây già. Dạ. Mặt kia mà được như này thì chắc em sút rồi. Không không móc được cái không móc được cái gì ra. Yeah. Lại chuyển giao công nghệ cái này rồi. Bán giao cái này rồi. Mua đi bán giờ. Đấy giờ chả biết bán giá bao nhiêu. Chậu đẹp hết. Bán cho ai? Đấy hỏi. Hỏi. Bán rồi. Hỏi mà biết giá. Bao nhiêu tiền cái này cho khách đấy? Con này cho ông Nhạn bán. Cho ông Nhạn bán à? À đúng luôn. Ừ. 7 triệu. Ừ. Cái này mua kính hơn chục triệu, 14 triệu 500 này. Vâng. Lấy tiền đâu. Nó cây lạ đấy. Nó hiếm một cây dáng nó cổ cây. Cây lạ. Ôi là mẹ có mới lên cũ đấy thời. Cái tục sốt thì phải chấp nhận. Duy có xe tải về ta bán cho một số 19 triệu. Duy Sơn Tây. Để sang. Cây cái của chú là bao tiền đấy chú? 6 triệu. Đẹp quá, nghệ thuật. Hàng cầm tay. Đẹp. Đấy. Đẹp. Rất bay. 6 triệu. Cái vua vú bò bán rồi đúng không? Còn bán, còn vẫn còn à? Đấy, với còn một cái vua vẫn làm nó đẹp lắm. Cái gì chú? Cái à cái thị ta ấy thì thị thơm đúng không, nhưng cũng dáng đấy à, dáng rồi dáng đây này dáng đây này, ông nào để cháu vào, tưởng ông kia ông mua cái vú bò rồi đấy, ông ấy là 5 triệu thế nhưng mà cái thằng lấy là thằng cái bạn của mình thôi à. Nó chưa về à. Đấy giờ chơi cái đồ lạ nó hay. À. Qua đấy. Kinh như nhỉ. Lạ quá nhỉ. Lạ. Hơi khó nhỉ. Đấy. Đồ
cũng có 102 luôn. 102 đấy. Là ôi ông nhận lần lóc vào cũng chưa bán. Giờ đang về nhà. Vâng. À, này thì nhá. Bán lúc nào chả được. Đúng không? Đấy. Ok, hôm nào cháu vào thì chiêm ngưỡng. Có mình cả nhá. Vâng. Cái thị lạ đấy. Chắc không ai có rồi. Không ai có đâu. Không ai có rồi. Đẹp, đẹp, đẹp luôn. Hôm nào phải bố trí vào. Cháu sang đây tí. Ra. Số máy, chú rồi. À, chú đọc cái số cho lưu luôn vào đây. Bỏ cái số kia rồi à? À, không à. Không. 9. 09. Bao nhiêu? Chú đọc đi. À, số của cháu á? Ờ. 09, chú dùng Vina, Vinaphone à? Vina. 0919. 1. 9. 9. 391. 3. 9. 1. Và 266. Được rồi. 266. 2. 6. 6. Rồi. Rồi, nhá. Cháu Tuyển nhá. Đây đi hộp trước đây. Đây hộp trước. Đấy, quay luôn là xin quy. Ngày thì bao tiền? Ngày bao tiền? 5 điền xịn luôn. Đấy, đang hỏi cái đấy bao tiền đấy? 2 triệu. 2 triệu. Trong đây, 5 điền xịn, lộc đầu xuân bao giờ thế đây? À, đúng rồi, 5 điền đấy. 5 điền xịn luôn.